chỗ này ngắm biển quá đẹp. Đấy, đầu biển ngoài kia cả. Này là cái đây là bãi biển ở huyện Kỳ Anh. Huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Bãi biển huyện Kỳ Anh ở Hà Tĩnh nha. Rất biển rộng này. Rất nhiều đá. Mênh mông biển rộng. Một bên núi bên biển. Mặt bên này là núi, ở bên này là vực thẳm biển đây. Đi không cẩn thận là sảnh tay lái ra là rất là nguy hiểm đấy nhá. Kìa kìa. Đây là giáp biển luôn đấy nhỉ. À kìa, khả năng nhà máy cái gì Mosa kìa. Nhà máy Mosa kìa. Kìa, ai cũng khói kìa. Ôi bãi biển chỗ này, ui ôi này. Ui nó ra, bãi biển này đẹp này nhá. Nhìn nó lướt là đẹp thế rồi. Đấy, chưa khai thác du lịch kìa. Kia bãi biển kia nó là làn kìa, đằng trước mặt kìa, bãi bơi. Đấy, sóng nó tít ngoài khơi nó ấy rồi, nó bãi biển rất là. À nó vừa chỉ Vũng Tàu bao nhiêu đấy? Vũng Áng. À Vũng Áng à. Vũng Áng là khu nhà máy khu công nghiệp mà đợt nó thải độc ra ở Hà Tĩnh, chính là chỗ kia cả. Hai ông thải độc ra cá chết hết đấy. Đúng rồi, nó có cái hai ông khói kìa. Cái gì vô xa đấy, nó gọi là cái gì đấy. Mà cá ra ngoài biển chết hết cả cá. Sáng quá, chói thật. Kính đèo. Còn đi du lịch từ Nam vào, từ Bắc vào Nam. Khả năng về hết tháng này. Người ta làm mà bầm nữa, mình cứ mãi ăn chơi đi du lịch thế này. Hết nha, chào bãi biển nha. Nó lại đi vào trong rồi. Cô hết vào đèo ngang ở đâu? Đây vừa nào mới đến. Vừa là đến đèo ngang. Cái đoàn chúng tôi đang đi qua đèo ngang nhé. Đến đèo ngang bóng xế tà đấy. Non khoam dưới núi tiểu bãi chú. Nác đác bên sâu, chợ mấy nhà. Chợ mấy nhà. Thương nhà mở miệng, hái ra ra. Từng chân xuống núi, đèo bà chú. Hoành Sơn Quan. Thị xã Kỳ Anh. Hẹn gặp lại hết. Bắt đầu sang đất Quảng Bình. Hết thị xã Kỳ Anh rồi. Chúng ta đã bắt đầu sang đất Quảng Bình. Chuẩn bị sang đến đất của quê hương đại tướng. Quê hương đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đường quay video hay là bố truyền hình trực tiếp đấy? Không, bố quay truyền hình trực tiếp cho máu. Trực tiếp đến chỗ Võ Giáp này truyền hình trực tiếp. Đây người ta cũng đi như mình đây này. Đấy. Đây đèo ngang đây ạ. Đang lên dốc đèo ngang đây nhá. Đoàn xe của chúng tôi, đoàn xe gia đình đang leo đèo sau kìa, nhìn đằng sau kìa. Hôm nay đi vào mất rồi. Hai đi vòng lại đi qua hầm. Đây cũng rừng núi ác nha. Đây nó sang tỉnh Quảng Bình rồi gì? Vâng. Đấy bước tới đèo ngang bóng xế tà đây này. Vẫn còn nhớ bài thơ đấy không? Nói chào.
có ai thuộc bài thơ Sục ôm con dê, sục ôm dê. Ui dồi, dưới kia đẹp chưa? Đấy, lên đây ngắm mới đẹp không? Ôi, cho cái kính xuống đi. Cho kính xuống đi cho nào. Ui, đẹp quá kìa. Đấy, ngắm cả ngoài bãi biển kìa. Đấy, thấy chưa? Đường một đấy này. Đấy. Đây, đèo ngang nhá, qua đèo ngang. Qua núi này là sang Lào này. Nên là đường bên kia không có đường nào đi không? Khu này, khu hẹp hẹp này. Chào khán giả. Xe gia đình chúng tôi đã đang đi qua đèo ngang nhé, sang đất Quảng Bình và chuẩn bị thăm mộ bác Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ồ đấy, chỗ này đầy đây này, chỗ này có điểm chơi này. Hoành Sơn, Hoành Sơn. Hoành Sơn Quan. Giống như cả lúc ăn bơi. Nhưng cái nước này không nhảy nhảy. Trên này là cái gì? Nó thế lại có cái chùa. Ừ, vực thẳm sờ ra cao nhỉ. Đi Nam thì anh tỉnh Hà Tĩnh, thì chỗ này vẫn Hà Tĩnh nhỉ. Chưa đến Quảng Bình. Kia nó làm cột điện nha. Đấy, các cháu học sinh làm xe lên ở đây này. Nhân trên này thì chỉ có chân không đấy, chân cái tay nó khác đấy. Có ai cảm thấy cái trong tay mình nó khác không nào? Trong tay như kiểu nó lên máy bay ấy. Quản lý liên tục khu vực biên giới biển. Mình lên núi cao là cái áp suất nó khác đấy. Áp suất nó khác, cái trong tay thấy đúng nó như kiểu là mình lên máy bay ở cái độ cao đấy. Ui, núi cao nhỉ. Trước này cao cột điện, ui nó xây những cái cột điện kìa, âm an cột điện trên đỉnh đồi, trên đỉnh núi kìa, núi cao đấy, 500 kV đấy. Đấy, đi này có phải ngắm sướng không? Lên đèo Hải Vân thì cũng đẹp luôn, lên đèo Hải Vân. Đèo Hải Vân là sang Đà Nẵng ấy. Đây rồi. Núi rất cao. Núi kia là núi rừng, à, có chuối trên rừng kìa, chuối rừng đấy. Kia lắm chui rừng thế à? Dưới này có cái gì nhỉ? Dưới này có cái hồ, trong này có cái hồ. Bắt bò, ui được bò này mới ngon này. Bò bê ngon lắm. Có chùa gì kìa? Đấy, lại nó xiên qua cái nào? Nó qua kia là mình chỉ có đoạn thôi, còn mình đi này nó hơi thơm không kia. Cột đấy à, cột hải đăng cao nhỉ, xây cái cột hải đăng cao nhỉ. Nãy mình nhìn cái cột này ở đằng ấy, mình bảo là nhìn từ trên kia xuống ấy, nhưng cũng không phải, chính là cái cột này. Đây có chùa gì ấy?
trước đây mà chưa có hầm nào phải phải đi này đấy. Hầm nó chạy ngang qua ngay chỗ cái cột điện này. Xa thêm mất mấy cây mà. 3 cây, 4 cây. Cái này là chuyến xe trên từng cái số đây. Bên có cái chùa gì đây này. Kìa, máy xúc đang làm đường ra. Đây, Vũng Chùa Vũng Áng, dãy núi tất ở đằng trước mặt này. Chỗ này bị mất đấy. Mưa hồ này, hồ đẹp quá. Xuống đồng bằng rồi nha. Khu kinh tế Hoàn Lạ là. Xuống đường 1 rồi nha. Ừ. Đi để mình trải nghiệm, biết được cái đèo ngang nó như